Có bạn tên là Đức Quang hỏi: con đến tuổi lập gia đình mà gia đình con vẫn nặng về tuổi khắc và xung. Con giải thích tuổi không quan trọng và nhiều người hợp tuổi, hợp mệnh mà vẫn ly hôn trong thời gian ngắn. Gia đình con bảo tuổi hợp mà còn chia tay nữa là không hợp. Các ông cha. Đấy. Các cụ lập luận gớm đấy hả? Các ông cha để lại nên nghe theo vì đây là hạnh phúc lâu dài. Còn rất suy nghĩ, xin Thầy chỉ dạy. Đấy, cái chuyện yêu đương tuổi tác thì Sư Phụ cũng đã từng chia sẻ nhiều lần. Đối với Đạo Phật chúng ta đấy, thì không có đặt vào cái chuyện tuổi tác. Vì bản chất của tuổi tác tức là thời gian. Thời gian không có nói lên cái gì là xấu hay là tốt cả. Vấn đề thực tế nhất đó là con người đó ra làm sao. Và như lúc nãy bài kinh lúc nãy Phật dạy đấy, các con không nên tin vào những cái điềm báo đấy. Tuổi, ví dụ tuổi đây là một cái điềm báo. Báo tuổi cô này tuổi Hợi, mình tuổi Dần, là xung rồi, thế là tin vào cái điểm đấy. Không phải, nghe không? Đấy là tin vào điềm báo đấy, mà không tin vào hành vi của mình, chính việc sống của mình. Bây giờ cả hai bạn tuy rằng tuổi gọi là tứ hành xung đi, nghe không? Nhưng mà thật sự hai bạn đều biết tu dưỡng và đều biết lắng nghe nhau. Và nhẫn nhịn nhau, lắng nghe nhau, phải học cái đấy trước, tu cái đấy trước. Thì tuổi xung gì cũng ở với nhau được và hòa hợp được, thương yêu được các con ạ. Đó, nhé. Thế thì các con không lý giải được cái này thì sẽ bị các cụ bắt ép đấy. Nghe không? Cho mình phải mạnh, mình phải rất rõ đó, cái điều này. Nhé. Sư Phụ đã từng nói rất nhiều cặp như thế và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Có những cặp đến bây giờ là cũng 9-10 năm rồi, rất hạnh phúc. Mà lúc đầu là gia đình sợ lắm, kiên quyết là không cho lấy. Bảo đi xem là hai người này lấy nhau sẽ coi như có một người chết. Tức là sát nhau, sát mạng của nhau. Mà đến Sư Phụ sau khi mà giải thích cho rồi thì cho chúng nó đến với nhau, đến giờ ổn thỏa chả thì 9 năm, 10 năm rồi. Con cái đàng hoàng hết rồi. Đấy. Thế thì như vậy các con thấy là đúng là cái tuổi không quan trọng nhé. Cái mệnh cũng không quan trọng, cái tuổi cũng không quan trọng. Các con đừng đặt nặng, mà đặt nặng ở con người thật chúng ta như thế nào. Đấy, các con phải tìm hiểu kỹ cái chỗ này nha. Và nó cũng còn phụ thuộc vào duyên phước nữa đấy.